Vâng, bây giờ chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ ba. Trận này thì giữa Mai Tân và Xuân Sơn. Thì đội tuyển Xuân Sơn đang trong bộ áo màu xanh quần xanh, còn đội tuyển Mai Tân đang trong bộ áo màu vàng quần đen. Thì trận đấu bắt đầu. Và Mai Tân đã có điểm đầu tiên rồi. 1-0 cho Mai Tân. Vậy là Xuân Sơn đánh bóng chưa qua lưới. Tiếp tục điểm nghiêng về Mai Tân 2-0. Vậy là Mai Tân vật bóng chưa qua lưới rồi. Đã có điểm đầu tiên cho Xuân Sơn. 1-2. Đáng nhờ tên. Vậy là Xuân Sơn vật bóng chưa qua lưới. Điểm cho Mai Tân 3-1. Trận thứ 3 này là trận cuối cùng của buổi chiều ngày hôm nay nha mọi người ơi. Bỏ bóng tốt của Xuân Sơn. Điểm cho Xuân Sơn 2-3. Vậy điểm cho Xuân Sơn 3-3. Vậy là điểm cho Mai Tân 4-3. Đứng kiểu ní chứ. Đừng kiểu ní nó trẻ đâu. Vậy là điểm cho Xuân Sơn 4-4. Lỗi chuyền hai của Mai Tân. Mai Tân. Lỗi chuyền hai của Mai Tân. Và điểm cho Xuân Sơn 5-4. Và đây là pha tấn công của Mò Hồng. Điểm cho Mai Tân 5-0. Trọng tài xác định đánh lại pha bóng này thì hai của hai quả bóng trong sân. Tí nữa là bóng lên trên tầng 2 rồi. Điểm cho Xuân Sơn 6-5. Bóng bò. Đấy là pha dồi bom của Mò Hồng. Điểm 6-0. Điểm 6-0 cho Mai Tân. Ngủ ngón đi, ngủ cửa ngón. Vậy là Xuân Sơn đánh bóng ra ngoài. Điểm cho Mai Tân 7-6. Đánh bóng tốt của Mai Tân.
tiếp tục điểm nghiêng về Mai Tân 86. Má chạy đúng rồi rồi đấy. Xuân Sơn đánh bóng chưa qua lưới, điểm nghiêng về Mai Tân 96 rồi. Một pha giải bom quá cái gấm của Mồng. Vậy là điểm cho Mai Tân 16 rồi. Các quý vị khán giả là nhờ các quý vị khán giả là có con nít các nữ đông vô xuất hiện trước hình ảnh của những cái mà trên mạng ấy, xã hội ấy, rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến các cháu thôi. Đánh bóng tốt của Xuân Sơn, 3 điểm cho Xuân Sơn, 70. Tiếp tục điểm đổi cho Mai Tân 11-7. Mai Tân chắn bóng tốt, điểm cho Mai Tân 12-7. Vậy là Mai Tân đánh bóng ra ngoài, điểm cho Xuân Sơn 8-12. Không được rồi. Điểm cho Mai Tân 13-8. Xuân Sơn đánh bóng tốt, điểm cho Xuân Sơn 9-13. Đánh bóng tốt, điểm cho Mai Tân 14-9. Xuân Sơn đánh bóng cho qua lưới, tiếp tục điểm cho Mai Tân 15-9. Mai Tân đánh bóng ra ngoài, điểm cho Xuân Sơn 10-15. Xuân Sơn tiếp tục bắt bóng ra ngoài, điểm cho Mai Tân 16-10. Xuân Sơn đánh bóng chưa qua lưới, điểm cho Mai Tân 17-10.
Lối bước 1 của Xuân Sơn tiếp tục điểm nghiêng về Mai Tân. 18-10. Xuân Sơn đánh bóng tốt, điểm cho Xuân Sơn 11-18. Xuân Sơn đánh bóng chưa qua lưới, điểm cho Mai Tân 19-11 rồi. Xuân Sơn đánh bóng tốt, điểm cho Xuân Sơn 12-19. Xuân Sơn đánh bóng ra ngoài, điểm cho Mai Tân 20-12. Xuân Sơn đánh bóng cho qua lưới, tiếp tục điểm cho Mai Tân 21-12. Lần này thì không cân sức rồi. À, đấy là mở không? Điểm cho Mai Tân 22-12. Tiếp tục là lối bước 1 của Xuân Sơn, điểm cho Mai Tân 23-12 rồi. Đánh bóng tốt của Xuân Sơn, điểm cho Xuân Sơn 13-23. Cách biệt 10 điểm số. Mai Tân đánh bóng chưa qua lưới, điểm cho Xuân Sơn 14-23. Mai Tân bỏ bóng tốt, điểm cho Mai Tân 24-14. Mai Tân bỏ bóng tay chạm lưới, điểm cho Xuân Sơn 15-24. Xuân Sơn chắn bóng tốt, điểm cho Xuân Sơn 16-24. Vậy là kết thúc trận đấu thứ nhất của trận đấu thứ ba, thì Mai Tân đã giành chiến thắng với điểm số 1-0 rồi.
Chúng ta sẽ đợi 30 phút nữa sẽ bước vào trận đấu thứ hai.